Sương 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 sương. Còn thấy cô nấm đâu không? Cô nấm á. Cô đâu ạ? Đâu. Nãy cô có mua vé số con không? Có mua nhiều không? Bắt cô mua nhiều rồi nha. Để lát chú lại chú mua tiếp. Ủa sao nay cô nhiều quá vậy? Ngày hôm nay hả? Hả? Còn đây là ngày mai hả? Là ngày hôm nay vẫn còn bao nhiêu tờ? Mấy trăm tờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn tới cái này. Cái này 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cái này còn tới 300 tờ không? 300 á. 300, cái sấp này bao nhiêu tờ? Cái sấp này là phải... Sấp là bao nhiêu? Sấp là 50 tờ đúng không? 50 tờ đúng không? Vậy là 300. Nè, chú tính cho 50 tờ nè. 3 sấp 50 tờ là 150 nè. À, khoảng 200. 200 mà từ giờ đến 4 giờ hơi mệt nha. Lát nữa mà không hết á, còn kêu chú Phương Dựa mang đi bán. Hiểu không? Kêu vòng vòng đi bán. Bây giờ lát chú là chú đi bán phụ cho. Chú đi kiếm con nấm đây. Nấm bi. Đây. Quý vị nhà biết đây là cái gì không? Đây là chè đậu đỏ. Chè đậu đỏ nó cái gì ngày ngày thất tịch á, cái ngày 7 tháng 7 ai nghe nói là ai mà ăn hai cái này chè đậu đỏ này ăn cùng với nhau á là sẽ thành duyên á. Sẽ thành duyên. Bây giờ mình dụ nấm ăn với mình. Bây giờ mình dụ nấm ăn với mình để mình với nấm thành duyên. Dụ. Chào sư phụ. Hello Trang. Hả? Ủa mỏng lắm hả? Có, chị ăn suốt. Thích ăn ngại quá. Nấm. Làm gì á? Em đang đi bán bon bon nè. Bán bon bon hả? Dạ. Bán được nhiều không? Ngon quá. Ờ đi bán sáng giờ hả? Dạ. Ngon vậy? Mệt. Mệt hả? Mệt lắm hả? Để ngồi nghỉ anh bán cho. Sao ra về số. Giờ choáng. Lên ngồi nghỉ anh bán cho. Ngồi nghỉ đi anh bán cho. Đấy bán hay ngồi ăn? Bán. Bán nha, đừng ăn thất thu á. Không có, cái này là anh thử cho khách coi thôi. Ngồi. Ngồi nghỉ đi. Uống nước không? Biết, nó biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay ngày 7 tháng 7. Anh có mua chè cho nấm ăn nè em. Ngày 7 tháng 7 là ngày con hồn các đạo vậy. Khùng. Ăn chè không? Không thì đó hồi nãy anh đi ngang cho thuốc sổ vào đây đi. Điên quá nè, còn nguyên người ta bán còn nguyên. Ai biết anh công đồng, anh chuyên đề vậy luôn đấy. Khùng. Anh công đồng với bà. Hồi nãy anh đi ngang qua kia kìa, đi qua đi ghé thăm sư phụ này mà thấy chè ngon quá, anh có mua sư phụ để riêng cho sư phụ rồi. Này cho em nè. Tự nhiên hôm nay được ăn chè. Cái gì đó, tự nhiên, ngày nào em được ăn, em muốn ăn ngày nào cũng được hết á. Biết chè gì không? Chè gì? Ăn thì biết. Em ăn khúc dừa đâu ạ? Khúc dừa hả? Sao có thể nó chỗ này nó giật mình luôn trời. Cảm ơn anh nha. Ăn đi. Kêu rõ to. Kêu to như tiếng pháo vậy đó. Qua cho nấm bi mà. Ủa ừ. Trời, anh ê, thì anh cho em cái clip này, em hiểu không? Anh không bao giờ mà dễ dãi vậy luôn ấy. Ủa là sao? Ủa trước giờ anh có khó khăn gì với em đâu nấm? Em không biết. Anh chỉ chia với người khác thôi, anh chưa được chưa nấm đó, nấm muốn gì cũng được hết á. Ăn đi nấm. Anh đâu ăn chè không anh? Không, cái này không ăn chung được. Ủa sao vậy? Ừ, cái này không ăn chung được. Ngân có chè riêng rồi. Chưa ăn đâu.
Không, Trường có chè riêng luôn rồi. Trường có chè riêng luôn rồi. Có. Lát anh mua cho. Nó lắc đầu, nó cầm máy, cầm cục. ăn thử đi, nấm, ngon. Ngon lắm. Ngon. ăn cái này nó ngọt, em ăn cho nó ngọt, nó lên đường. Là sao tự nhiên mua về em để đợi? Ý là thường anh sẽ gọi nó ăn gì anh mua. Sao vậy? Nó biết hôm nay ngày gì không? Em hỏi hoài luôn á. Nay là ngày 7 tháng 7. Thì em bảo ngày cách đảng cô hồn đó. Không, cuộc đảng cô hồn là ngày 16 tháng 7. Vậy hả? Ngày 7 tháng 7 khác. Vậy này. Đó. Ngày 7 tháng 7 sao tương theo tương truyền á là nó được gọi là ngày thất tịch. Thất tịch. Thất tịch. Thất tịch. 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 Tịch kìa, chủ tịch kìa. Ừ, tịch. Thế thất tịch là sao ta? Lát mình. Sao hả? Lát lên mạng sợt. Là sao giải thích cho em? Cái này, cái ngày này á là khi mà hai người á, những người nào mà ế nó đang ế đúng không, những người nào ế á mà ngồi ăn chè đậu đỏ cùng nhau á thì hai người sẽ kết duyên với nhau. Ông nội ơi, hả? Cái gì ông nội? Chè này chè đậu đỏ cho em yên tâm đi, có anh với em ăn với nhau là chúng mình sẽ thành duyên, chúng mình sẽ thành đôi. Em không chú cãi đâu. Trời ơi, đang ế vui muốn chết. Cái ngày này linh lắm, em ăn nhiều đi. Đúng quý vị không vậy? Ngày thất tịch đó là hai người ăn chèo đỏ cùng với nhau á, hai người sẽ thành duyên. Không, em chả này không được, vì em ăn là dính rồi. Em chả này không vậy, cũng vậy à. Người ta nói ăn ít cứ mang tiếng Anh, ăn nhiều cứ mang tiếng Anh. Ăn hết đi. Tao nào. Đằng nào tốt đẹp gì không bao giờ tốt đẹp gì cả. Ủa, nấm nói vậy là sao? Có nghĩa là khi nấm quen anh là không tốt đẹp lắm hả? Không phải, mà anh ăn cỡ nào anh cũng có mục đích hết trơn á. Không bao giờ mà kiểu thì mục đích là anh chẳng có mục đích gì. Không, thì cái mục đích này tốt mà. Cũng tốt cho nấm mà. Chứ không phải bây giờ nấm nói quen anh là nấm xui xẻo. Không phải. Chứ sao? Nhưng mà đang ế luôn muốn chết. Không, không ế không có gì vui đâu. Anh sẽ làm nấm vui hơn nữa. Tao thì cười hát. Không. 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 Nó thương mình. Xin 500 nghìn mà không cho mình. Vậy mà là yêu mình à? Không có. Lừa mình rồi. Tiền của anh chứ sống là tiền của nấm thôi. Nhưng mà bây giờ anh đang giữ tạm, anh giữ để mai mốt anh nuôi cho con thay với mình. Cho nó đi học. Đừng để nó khổ với ba mẹ nó, hiểu không? Đưa đi một quần thôi em. Mua đi, mua mấy cái quần cũng được. Tiền của con em sau này ấy, tiền đi học của con em á, tiền ăn của con em á, tiền sữa con em á, em mua hết đi. Ông nội em không dám mua nữa. Không thì mình phải tiết kiệm cho con cái mình sau này với quý vị khán giả. Chứ bây giờ mà mình ăn xài hoang phí quá. Sao anh bảo là em mua 10 cái quần luôn đi. Thì em nói, anh nói mà em muốn mua cũng nhiều cũng được đó. Nhưng mà em mua nhiều thì sau này con mình khổ thôi. Con mình là con nào? Thì con anh với em. Chứ bây giờ hai đứa mình đã ăn chè với nhau rồi, đã, coi như là đã thề ước, hẹn ước với nhau rồi. Trương kể lên chứ, Trương giờ em muốn sao Trương? Mặc dù em đang quay clip cho nấm đó, nhưng mà cái chuyện nào đó chuyện đó. Ôi, thương kìa. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Trương là được em đâu. Trời ơi, Trương mà ra tay anh hôm đấy mới cắt quả đầu à? Nhìn em muốn sao lành. Chứ đừng thầy chùa hả? Mặc cái bộ áo sọc như là cái gì đâu anh? Juventus. Xin chào mừng đội tuyển Juventus. Chị ngon ơi, này em chè này. Chị ngon lắm.
Ăn là dính luôn á Ngân. Anh không muốn hai vợ đâu Ngân. Ăn vô dính hai vợ. Đem cho em đừng để em ăn nữa. Em một mình em ăn thôi. Em đừng khác ăn là anh dính thêm vợ nữa. Bây giờ em ra mời sư phụ ăn là sư phụ lại lấy anh. Để cái này cho Trương ăn là Trương lấy anh. Là anh hai ba người lận. Anh bị điên rồi. Cho nên bây giờ em ăn một mình. Đúng là lại máy bay thiệt luôn ấy. Cho nên người ta nói kìa, bây giờ là người ta nói là nấy nấm thôi, nấy nấm bi thôi. Không được, qua Trương ra mắt này em rồi. Hello. Ván có chưa đóng thuyền mà nấm lo gì? Anh giỏi em cuông đi. Ừ. Hả? Hả? Mua mít hả? Dạ. Cho ai? Mít gì ngoài đường mấy ông mít ngàn? Mít gì? Cái mít mà có cái lo trong đó luôn á. Rồi em có biết mua đâu? Biết đường đi rồi đi kiếm đâu biết được. Chả đi đi rồi về nè. Từ từ anh ạ. Từ từ anh đang ăn chè với nấm. Ủa vậy hả? Em nói anh xong chưa thì anh nói chưa đi. Để anh hoàn thành nốt tâm nguyện của anh đi. Để anh hoàn thành nốt tâm nguyện của anh đi. Em biết là cái chè này linh nghiệm, nó quan trọng. Ngày thất tịch. Em ăn xong rồi em có bầu luôn á. Mà em thấy cái gì đó. Nghe thấy oan ức không? Chưa làm gì hết, không làm cái gì hết. Nắm tay giường nắm tay nữa. Mà nó kêu có bầu. Ủa em tự ra là thấm giống hả? Mẹ thấm giống hả? Uống cái chùm nước có bầu. Em sợ dừa. Ờ, em con gái chung dừa nên em sợ dừa chứ anh nói gì. Anh tưởng là lấy con gái chung dừa mà dễ hả? Anh xin đi. Sư phụ là sư phụ thương anh rồi. Cho nên bây giờ nói gì cũng nghe tới yên tâm. Mai mốt anh cũng... Mai mốt anh không những vậy nha, mà sư phụ còn phải đây. Nhiều lúc phải định nọt anh đó kìa. Mai mốt anh làm phim sư phụ xin vai anh mà. Bây giờ mà không có cái gì mà làm anh mà, làm anh phục em lúc nào cũng có đó. Lúc nào anh cho em vào vai nhân viên bán hàng, vai trái vai phải vai nào cũng được, vai bán số rồi lao công nè. Đấy, bây giờ vai mà trong phim ra không một cái gì cả, không làm bên phim bán hàng không cái gì mà không đúng như vậy luôn đấy. Có một cái bộ phim này làm bây giờ có mấy em muốn đóng vai này lớn lắm, vai thứ chín. Vai chính luôn á, nó chính luôn á. Làm vợ. Vai làm vợ của, làm mẹ của con anh. Tắt máy đi chưa? Ê, nhiều lúc buồn nha. Biết là giỡn giỡn nhưng mà giỡn thì nó buồn. Em sẽ không bao giờ quay chung với anh nữa. Cái kiểu như là mình ế nhệ lắm hay sao á, mình làm sao á, mình đụng tới cái chuyện đó là giận lẫy lên à. Anh ấy vui muốn chết mà kêu đi làm vợ của Pháp Tuân này máy bay. Em bị điên không? Ăn đi, ăn hết đi. Anh ăn hết đi. Em ăn hết thì em làm vợ anh à. Không hết cũng làm, đã ăn rồi là làm mà. Anh đang hỏi những người năm ngoái ăn chè thế này. Thất tình của anh á. Và năm nay đã có bồ, có chồng chưa? Thì không có thì thất tình. Thất tịch không được thì thất tình. Nhân ra cái này anh thất tịch. Không biết anh cái thất tịch này là em với Trương mà phải đi làm lưu lang thúc nữ. Ồ, liên quan gì Trương nữa, có luôn Trương vào đây. Ý là Trương sáng Trương nói với em thế. Trương nói là đấm với Trương mà hôm nay ngày thất tịch là phải làm lưu lang thúc nữ, múa bay bay ngoài đường á. Đó. Đây em hỏi múa bay bay cái gì Trương bảo chứ. Cầm 50 tờ vé số đi bán đó. Sao? Vậy là mai có người lead đấm và Trường đi chợ bán vé số đó. Giờ anh kêu em làm ăn này cũng này thất tình đó mà này không phải đi làm như lăng nhưng mà đi làm vợ anh là sao? Giờ anh sướng hơn chất lượng. Thank you.
thì cho em, cho em mà anh nói là cuộc đời anh là của em mà, em lấy gì cũng được hết á. Tính gì cái clip em à, anh tiếc gì em cái clip. Nãy giờ anh ở đây này, em chưa bán được hàng ở nhà, em chưa bán được con bò của em nha. Em mới nhập về 500 triệu tiền bò bon á. 500 triệu. 500 triệu và ra phụ bán cái xương nữa. Bán cái số hôm nay cũng hơi chậm một xíu. Đang quay clip cho khán giả, mãi mất trời em buồn. Nói gì sao? Ủa mắc em bị gì mà thâm quầng nấm? Thì em nói đến nay nè, mấy nay đi xong khi đi quay bữa đi ngay chơi với Thảo xong về đi quay muộn nè, không phải đi quay nữa. Bữa đi chợ á, có mấy bà cụ bán ở chợ muộn á, ra em phụ bà em cũng mình em mà em phụ em bán với mấy bà cụ về muộn ngủ không được, mắc thâm quầng rồi. Đó, xong bữa nay lại mệt lắm. Như gấu mèo hối ăn 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 xong rồi về nghỉ đi để anh bán cho. Ăn anh đưa về nghỉ xong anh bán cho. Không lên lầu ngủ chút đi. Anh tâm lý đi chứ em mệt em quay không nổi. Ừ thì thôi, coi ấy chào bà con đi rồi mình nghỉ. Dạ, cái gì nó dạo hôm nay thông cảm đi bán sáng giờ. Sức khỏe hôm nay nó không được khỏe không dạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến số riêng tương thừa này, về số bé xương này. Nhưng mà bà Thảo mày nến này, bà tuần này máy bay Trần Anh Trương với Thị Ngân và cuối cùng là em nhắm đi và trang em đi đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ được em, chúc mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe này, luôn ăn lành này và hoan hỉ trong cuộc sống. Tạm biệt mọi người, em cũng luôn biết sao. Bye bye.